Và sau đây chúng ta sẽ quay trở lại với bản chất của thì qua trục tọa độ. Trước hết các bạn cần nắm vững 6 dạng thức cơ bản của động từ sẽ được sử dụng và nhắc đến khi chúng ta phân tích về thì. Base form, động từ nguyên thể. Infinitive, động từ nguyên thể có to. Present tense, động từ thì hiện tại. Past tense, động từ thì quá khứ hay còn gọi là phân từ 1. Present participle, phân từ hiện tại. Và past participle, phân từ quá khứ hay còn gọi là phân từ 2. Các thì của động từ trong tiếng Anh được thể hiện qua sơ đồ sau đây. Quan sát trục tọa độ, chúng ta có 3 mốc thời gian: past, quá khứ; present, hiện tại; future, tương lai. Ở các dạng simple, đơn giản; continuous, tiếp diễn; perfect, hoàn thành; perfect continuous, hoàn thành tiếp diễn. Ở trong đó chúng ta lưu ý, các thì hiện tại có thể được sử dụng để nói về tương lai, và tồn tại thêm một thì, đó là near future, tương lai gần, ở dạng be going to. Sự khác biệt giữa các thì hoàn thành và các thì hoàn thành tiếp diễn là ở chỗ, các thì hoàn thành nhấn mạnh vào kết quả của hành động, trong khi đó các thì hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vào bản thân của hành động. Sau đây chúng ta sẽ đến với nhóm thì đầu tiên, các thì đơn giản, bao gồm simple present, hiện tại đơn, simple past, quá khứ đơn, simple future, tương lai đơn. Thì hiện tại đơn thể hiện hành động đã xảy ra trong quá khứ, có xảy ra ở hiện tại và có thể sẽ xảy ra ở tương lai. Hay nói cách khác, nó diễn tả một hành động mang tính chất thường xuyên và trở thành thói quen. Quá khứ đơn diễn tả một hành động xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Và tương lai đơn diễn tả một hành động xảy ra tại một thời điểm trong tương lai. Nhóm thì tiếp theo là nhóm thì tiếp diễn. Đặc điểm chung có động từ to be cộng với động từ chính ở dạng present participle, phân từ hiện tại, tức là ở dạng verb ing. Thứ nhất, present continuous, hiện tại tiếp diễn, diễn tả một hành động đang xảy ra xung quanh thời điểm nói, xung quanh thời điểm hiện tại. Chúng ta có hành động ngủ của time đang xảy ra tại thời điểm hiện nay là 11 giờ, và hành động đó bắt đầu trong quá khứ và có thể tiếp tục tiếp diễn ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Nếu lùi toàn bộ hành động này về phía bên trái của trục tọa độ, chúng ta sẽ có past continuous, quá khứ tiếp diễn, diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Và kéo toàn bộ hành động nó sang phía bên phải của trục tọa độ, chúng ta sẽ có future continuous, tương lai tiếp diễn, diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong tương lai. Nhóm thì tiếp theo là nhóm thì hoàn thành. Với sự có mặt của trận động từ have cộng với động từ chính được chia ở dạng phân từ 2, hay còn gọi là phân từ quá khứ, past participle. Present perfect, hiện tại hoàn thành. Hành động ăn của time đã xảy ra và hoàn thành trước thời điểm hiện tại, và thời điểm nó xảy ra thì không quan trọng. Khi đó chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Past perfect, diễn tả một hành động đã xảy ra và hoàn thành trước một thời điểm xác định trong quá khứ. Future perfect, nếu kéo toàn bộ hành động đó về phía bên tay phải, chúng ta sẽ có một hành động đã xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong tương lai. Như vậy, hành động it đã xảy ra trước và hoàn thành trước khi có hành động arrive, đến. Chúng ta có các ví dụ. Tom eats dinner at home. Điều đó có nghĩa là trong quá khứ anh ta có ăn ở nhà, hôm nay anh ta có ăn cơm ở nhà, và có thể trong ngày tương lai, ngày mai, ngày kia anh ta tiếp tục ăn cơm ở nhà. Như vậy đây là một thói quen của Tom. Tom is washing the dishes at the moment. Ở thời điểm hiện tại là 7 giờ, anh ta đang rửa bát. Diễn tả một hành động xảy ra xung quanh thời điểm nói, anh ta bắt đầu rửa trước 7 giờ và sau 7 giờ có thể anh ta vẫn đang tiếp tục rửa. Tom has just eaten dinner. Anh ta vừa ăn cơm xong. Tức là trước khi anh ta rửa bát, anh ta ăn cơm xong, và thời điểm anh ta ăn thì không quan trọng. Và chỉ biết rằng là trước thời điểm này anh ta đã hoàn thành xong việc đó rồi. Nhóm thì cuối cùng, perfect continuous tenses. Nhóm thì hoàn thành tiếp diễn. Cấu trúc chung có trợ động từ have cộng been cộng với động từ ở dạng phân từ hiện tại. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chúng ta quan sát sơ đồ và sẽ thấy tầm quan trọng của how long, hành động đó diễn ra trong bao nhiêu lâu. Và đặc trưng thứ hai đó là ở thời điểm hiện tại, hành động đó vẫn còn đang xảy ra.
Khi kéo toàn bộ hành động về phía bên trái, chúng ta sẽ có quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, hành động đó vẫn đang xảy ra. Và tính đến cái thời điểm đó, thì hành động đó đã diễn ra được bao nhiêu lâu? Future Perfect Continuous, tương lai hoàn thành tiếp diễn, diễn tả một hành động mà vẫn còn đang xảy ra tại một thời điểm trong tương lai và tính đến thời điểm đó nó đã xảy ra được bao nhiêu lâu rồi. Như vậy, chúng ta có bảng tổng kết về các thì trong tiếng Anh như sau. Các bạn quan sát, thứ nhất, đó là các nhóm thì đơn giản, bao gồm hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn. Nhóm thứ hai, nhóm các thì tiếp diễn bao gồm hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn và tương lai tiếp diễn. Nhóm thứ ba, các nhóm thì hoàn thành với hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành và tương lai hoàn thành. Thứ tư, nhóm thì hoàn thành tiếp diễn bao gồm hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mọi thông tin các bạn muốn liên hệ, xin mời liên hệ theo địa chỉ sau đây. Xin chào và hẹn gặp lại.